rất là nhiều nơi. Em kỹ đến mức là em có tìm hiểu là cái chỗ nào đó xài máy thật là tốt, và cái đầu quan trọng là cái đầu tiếp. Và quan trọng hơn là em nhìn chị Mai một cái là tin tưởng hoàn toàn. Em không ngờ được người mà trời u nó mưa có thể trẻ trung và xinh đẹp như vậy, cho nên là em hoàn toàn tin tưởng. Và giáo lại là em nghe rất là nhiều anh chị trong giới, chị Việt Hương, Trà My Idol, bạn em, những người em hỏi, chứ khi em muốn làm cái gì em cũng phải đều hỏi và để lấy được kinh nghiệm. Thường là chị em trong nhà phải hỏi nhau chỗ nào làm đẹp, chỗ nào làm có uy tín và tin tưởng. Thì tất cả mọi người đều nói là Bibi Thanh Mai, Bibi Thanh Mai, em ơi, làm vô đi làm đẹp. Thế nên là em tới gặp chị Mai cái là thôi chị hãy làm đẹp cho em. Nó lít lên, nó căng thẳng lên. Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân mà em muốn tới đây em cải thiện. Thứ nhất là cái rãnh này, thứ hai là mắt, và thứ hai là cái vùng má của mình nó thẳng lên thì lên hình nó sẽ rất là đẹp. Đó. Không có thấy được cái nếu mình bị chảy xệ. Em rất là ưng luôn á chị Mai. Bibi Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với Bibi Thanh Mai, với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã là cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Dám làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi shop giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 66 17. BB Beauty, BB Thanh Mai.